Xin chào những chàng trai cô gái xinh đẹp thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Trước khi vào bản tin chiều thì chúng ta giải trí cuối tuần nhé. Bóng chuyền gây sốt châu Âu, có hát gần 17 tuổi, sao làm fan nam phát cuồng. Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Âu 2021 đang quy tụ nhiều ngôi sao tài sắc vẹn toàn. Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Âu 2021 đã khởi tranh từ ngày 18 tháng 8 và chỉ còn một lượt trận nữa sẽ xác định được 16 đội lọt vào vòng knockout. Giải đấu được đăng cai ở 4 quốc gia Đông Nam Âu: Serbia, Bulgaria, Croatia, Romania, quy tụ 24 đội tuyển khác nhau và có không ít ngôi sao hàng đầu thế giới góp mặt. Trong số này có rất nhiều nữ cầu thủ xinh đẹp có lượng fan hâm mộ theo dõi đông đảo, và họ hầu hết đều là trụ cột ở đội tuyển của mình. Dưới đây là năm nữ ngôi sao xinh đẹp ấn tượng ở giải đấu năm nay. Arina Fedorova Nga, mới 17 tuổi nhưng đã được gọi vào đội tuyển quốc gia Nga và được triệu tập dự Olympic là điều không phải ai cũng có thể tự hào nói về mình trong bảng lý lịch. Nhưng Arina Fedorova đã có được điều đó, và hiện cô đang cùng đội tuyển Nga nhắm đến chiếc vô địch châu Âu. Bianca Buzza Serbia, tay đập viên Bianca Buzza đã 27 tuổi và không còn xa lạ với các fan Serbia. Cô đã đưa Serbia tới 2 lần đoạt huy chương vàng ở giải vô địch châu Âu và huy chương bạc tại Olympic 2016, khiến cô trở thành một trong những vận động viên được ưa thích nhất trong nước. Yara Gunes, Thổ Nhĩ Kỳ, ngay sau Olympic 2020, Instagram của Gunes đã dày đặt những lời cầu hôn từ các fan, và cứ mỗi lời cầu hôn đều được các fan nam khác đáp lời bằng những câu như anh có thể cầu hôn, nhưng tôi sẽ là chồng của người đẹp, tài năng và xinh đẹp. Gunes hiện đã đại diện cho cả các thương hiệu quốc tế từ thời trang, mỹ phẩm cho tới cả xe hơi. Elena Pagliarini Italia còn trẻ, nhưng Pagliarini đã không còn xa lạ với các độc giả tạp chí thể thao tại Italia, vì cô thường xuyên xuất hiện trên trang nhất nhiều báo thể thao của quốc gia này. Elena Pagliarini đã giúp Italia đoạt ngôi Á quân tại giải vô địch thế giới 2018, cô mới 21 tuổi và còn nhiều năm đỉnh cao phía trước. Hanje Van Erdin Thổ Nhĩ Kỳ, fan Thổ Nhĩ Kỳ luôn tranh cãi trên mạng xem ai giữa Gunes và Van Erdin đẹp hơn. Nếu như Gunes tươi tắn rạng rỡ và có nụ cười thương mại, Van Erdin tài năng không kém, nhưng ít biểu lộ cảm xúc và tương tác trên mạng xã hội hơn. Dù vậy, khi cô nở nụ cười hạnh phúc, cô có thể khiến bất cứ chàng trai nào phải tan chảy. Danh tính quả bóng vàng 2021 lộ diện, Messi sẽ có lần thứ 7 thống trị quần hùng. Tạp chí France Football sẽ tổ chức gala trao giải quả bóng vàng 2021. Nhưng ngay từ lúc này, theo nhiều nguồn tin, danh tính chủ nhân của giải thưởng cao quý ấy đã lộ diện. Lionel Messi có một năm không quá thành công khi thiếu đi những danh hiệu cao quý ở cấp độ câu lạc bộ. Điểm cộng lớn nhất cho siêu sao người Argentina, đó là chiến tích vô địch Copa America 2021. Theo nguồn tin của tờ La Vida, Lionel Messi sẽ có lần thứ 7 đăng quang ở danh hiệu này, củng cố thêm cho danh vị cầu thủ xuất sắc nhất thời đại mà người hâm mộ vẫn đang dành cho anh. Có thể đây sẽ là một chiến thắng thiếu thuyết phục của El Pulgar, tương tự những gì đã diễn ra trong năm 2010, nhưng dù thế nào nó vẫn là một chiến thắng. Trong một cuộc khảo sát của BT Sport, tỷ lệ bầu chọn cho Messi lên đến 51%, Lewandowski về nhì với 26%, trong khi Salah chỉ được 19% và Jorginho thậm chí chỉ là 4% dù đã vô địch Euro 2020, cũng như cùng Chelsea đăng quang ở UEFA Champions League 2020-21. MU nhận tin buồn trước đại chiến Man City. Tiền đạo Edinson Cavani dính chấn thương ngay trước thềm trận derby Manchester với Man City, hiện chưa rõ anh có thể ra sân thi đấu hay không. Trước khi trận đấu diễn ra, MU nhận tin không vui về mặt lực lượng. Theo đó, tiền đạo Edinson Cavani dính chấn thương gân khuèo. Sau chiến thắng 3-0 trước Tottenham, cầu thủ người Uruguay bị đau. Đó là lý do tại sao anh ngồi dự bị trong chuyến làm khách trên sân của Atalanta hồi giữa tuần. Sau trận đấu anh cảm thấy vấn đề nghiêm trọng hơn. Nhà báo Rodrigo Romano khẳng định chấn thương của Cavani diễn biến xấu và anh sẽ không thể ra sân trước Man City. Đây là tổn thất không nhỏ dành cho huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, bởi chân sút người Uruguay đang chơi tốt khi sát cánh cùng Cristiano Ronaldo. Nếu cầu thủ sinh năm 1987 không góp mặt, CR7 sẽ chơi bên cạnh Marcus Rashford hoặc Mason Greenwood. Bruno Fernandes tự tin trước trận derby Manchester. Vào lúc 19:30 tối nay giờ Việt Nam, MU sẽ có trận tiếp Man City trên sân Old Trafford ở vòng 11 ngoại hạng Anh. Man đỏ hiện đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém Man xanh 3 điểm và kém vị trí dẫn đầu của Chelsea khoảng cách 8 điểm. Phát biểu trước trận đấu, tiền vệ Bruno Fernandes của MU đánh giá cao sức mạnh của Man City, nhưng khẳng định đội chủ nhà có đủ khả năng để giành trọn vẹn 3 điểm. Anh nói trên trang chủ MU, Man City là một đội bóng mạnh, họ có chiều sâu cực tốt. Man City có những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt, họ không phụ thuộc vào bất kỳ cái tên nào. Đó chắc chắn là trận đấu khó khăn với MU. Tuy nhiên, chúng tôi không hề tỏ ra lo sợ. Chúng tôi tập trung vào những màn trình diễn của mình.
MU đang có tinh thần tốt, chúng tôi cũng có những cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi đủ khả năng đánh bại họ để giành 3 điểm. Thi đấu ở trận derby luôn mang đặc biệt với các cầu thủ và cả NHM. Chúng tôi hy vọng sẽ giành được một kết quả tốt. Nóng, khách sạn đội tuyển Việt Nam đóng quân có 8 ca dương tính với Covid-19. Khách sạn Grand Plaza, nơi đội tuyển Việt Nam đang đóng quân đã ghi nhận 8 ca dương tính với Covid-19 khiến nhiều người lo lắng. Sáng ngày 6 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến, làm việc tại tòa nhà văn phòng Cham Vít và khách sạn Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 năm 2021. Tại 02 tòa nhà đã có 8 người được xác định là F0. Đáng chú ý là khách sạn Grand Plaza chính là nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam kể từ sau khi trở về từ Oman sau lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi trận đấu với đội tuyển Nhật Bản chỉ còn 5 ngày nữa sẽ chính thức diễn ra. Tuy nhiên, trước thông tin này, VF vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết, hiện tại CDC Hà Nội chỉ phát thông báo tìm những người đã đến khách sạn và xác định có tiếp xúc với người bệnh không. Nếu trường hợp không có tiếp xúc thì các hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Đội tuyển Việt Nam cũng vậy. Về vấn đề xác định có tiếp xúc không, phía y tế sẽ làm việc và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cụ thể. Djokovic đè bẹp Ruud, gặp RK Ajax ở bán kết Paris Masters 2021. Novak Djokovic vừa có chiến thắng khá dễ dàng trước Taylor Fritz để giành vé vào vòng bán kết Paris Masters 2021. Ở vòng 3 Paris Masters 2021, Novak Djokovic được nhận lợi thế cực lớn. Theo đó, đối thủ của anh là Gaël Monfils đã dính chấn thương và quyết định rút lui. Vì vậy, tay vợt số 1 thế giới không cần mất sức vẫn cầm trong tay tấm vé vào vòng tứ kết. Tại đây, đối thủ của Djokovic là Taylor Fritz, tay vợt đang đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng ATP. Với đẳng cấp vượt trội, ngôi sao người Serbia không gặp mấy khó khăn để đánh bại đối thủ người Mỹ. Chung cuộc, Djokovic thắng 2-0 và chính thức giành vé vào vòng bán kết Paris Masters 2021. Tại đây, đối thủ của anh là hạt giống số 7 Hubert Hurk Ajax. Hai tay vợt sẽ gặp nhau vào lúc 19:00 tối nay 6 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã đến và lắng nghe bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp các bạn bản tin sáng mai nhé!